Kết thúc ngày thứ nhất, nói thật với anh em là hơi cay đây anh em ạ. Định xóa app rồi nhưng mà thôi, tiếc 100.000 lại chơi tiếp anh em ạ. Để mình xem offline treo máy được bao nhiêu tiếng rồi. Sáng hôm nay mình nhận một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục thêm 4 tiếng 44 phút nữa. Và cấp độ của mình đã lên cấp độ 52 rồi anh em nhá. Điểm danh ngày thứ hai thì được 30 mảnh tướng 4 sao, nhưng cái thằng đầu chọc tóc bầm ngựa này thì không ăn thua. Anh em đừng bắt chước, không là đến trường các thầy cô phạt đấy. Nhưng qua đăng nhập ngày 2, 7 ngày mở server thì ngon hơn rất là nhiều anh em nhá. Và mình thấy ngon hơn là 5.000 kim cương có thể mua được 40 thùng bia ở trong cái ưu đãi ngày 2 anh em ạ. Nhưng mà thực ra thì mình lại rất là phân vân, bởi vì 5.000 kim cương đấy mình hoàn toàn có thể mua được 200 cốc bia vàng hoặc là 300 xu may mắn ở trong cái phần kho báu máy chủ mới. Thế mới bâng khuâng người này. Nhưng mà bâng khuâng làm cái gì? Bởi vì bây giờ mình mới có 4.300 kim cương thôi, còn phải kiếm 700 kim cương nữa anh em ơi. Mình check thư một cái thì xem nhận được những cái gì đây. Ai à, có 250 kim cương rồi. 10 cốc bia vàng luôn này. Ồ, có một vị tướng nữa. Đây là quà nạp đầu đấy anh em ơi. Ui giời, nhận luôn anh em nhá. Thế là mình quyết định là chơi theo bài cũ, là cứ ghép hết mảnh vị tướng 3-4 sao đi, sau đấy cho vào huyết tế thì kiểu gì nó cũng đạt được một cái nhiệm vụ thành tựu gì đó là mình sẽ có thêm kim cương anh em ạ. Thực ra bây giờ nếu như mà nó cho huyết tế từ 5 sao luôn thì mình cũng huyết luôn, đang chật túi đồ anh em ạ. Đấy. Nhưng mà đen một nỗi là mình huyết tế tầm 20 con tướng 4 sao rồi, nhưng mà cái nhiệm vụ thành tựu trong này vẫn chưa có thêm một cái nhiệm vụ nào được hoàn thành. Thế là vẫn chưa kiếm được thêm kim cương anh em ơi. Nhưng mà sau đấy mình chợt nhớ ra là mình chưa nhập cốt. Thế là mình sẽ nhập luôn mấy cái cốt tân thủ vào đây. Tiếp tục là cái cốt thứ hai này, đổi quang phát ok luôn. Tiếp theo là mình vừa vào Facebook mò mẫm thêm được một cái cốt tuần nữa, mình nhập luôn. Thế là có được 3 cái cốt rồi, để mình nhận thư xem là được bao nhiêu phần thưởng đây anh em ơi. Ấy à, lại bị lag rồi. Để mình xem nào, cố lên. Đây rồi, 10 thùng bia, 15 thùng bia, 15 trái quỷ và 1.000 kim cương. Bây giờ bắt đầu đến lúc mình phân vân ở đây anh em ơi. 5.500 kim cương, 200 cốc bia vàng, 300 xu may mắn, 50 thùng bia hay là như thế nào đây? À, không phải là 50 thùng bia này mà là 40 thùng bia ở cái ưu đãi ngày thứ hai này anh em nhé. Và thế là sau đấy mình quyết định là mua 200 cốc bia vàng nhá. Đố anh em biết là tại sao nhá. Nếu như anh em muốn biết là tại sao thì hãy nhìn vào phần chiêu mộ của mình đây. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ luôn anh em nhé. Và nếu như anh em nào mà chưa biết chiêu mộ cốc bia vàng nhanh kiểu gì giống như mình đây, ôi trời ơi, đầy túi mất rồi, thì anh em có thể xem lại cái phần hướng dẫn ở phần bình luận cũng như là mô tả nha. Có thể trong lúc mình huyết tế tướng thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em luôn nhá. Đầu tiên là anh em phải tải cái giả lập LD Player về, bởi vì cái việc chiêu mộ cốc bia vàng nhanh này thì chúng ta chỉ thực hiện được khi mà anh em chơi bằng PC. Khi mà tải giả lập đấy về rồi, anh em vào trong cửa hàng LD Player và tìm kiếm từ khóa Huyền Thoại Hải Tặc, tức là cái tựa game mà chúng ta đang chơi đúng không? Sau đó cài đặt cái tựa game đấy. Sau khi cài đặt xong, mở game lên như bình thường, anh em ấn chiêu mộ một phát và sau đấy là ấn Enter liên tục ở trên bàn phím, ấn bao giờ nó kêu chạy 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 chạy, thì tức là lúc đấy anh em chiêu mộ cốc bia vàng cực kỳ là nhanh nhá. Đó, mỗi tội là túi của mình hơi đầy tí thôi, thế cho nên là nó chiêu mộ được có mấy chục phát đây này. Nhưng nếu mà túi anh em rộng chỗ thì hoàn toàn có thể all in xả 200 bình cốc bia vàng thì rất là nhanh luôn nha. Nhưng mà phải công nhận là khi mà chơi Huyền Thoại Tặc này, mình cảm thấy bực nhất là cái việc đầy túi anh em nhá. Cứ mỗi một lần đang mình chiêu mộ, đang vào cầu thì lại phải sang huyết tế tướng. Ôi trời ơi, tức thực sự luôn anh em nhá. Rồi, không sao. Sau khi huyết tế xong thì mình lại tiếp tục có thể xả được vài chục cốc nữa. 40 cốc nữa anh em ạ. Lại đầy túi, bực cũng chịu được. Nhưng mà thôi, vì một vị tướng Ace Brothers đầu tiên ở trong đội hình của mình, thế cho nên là mình nhẫn nhịn anh em ạ. Cố lên, huyết tế thêm một tí nữa là được rồi. Thực ra là mình hoàn toàn có thể dùng sô cô la để mua lấy cái slot tướng. Thế nhưng mà bây giờ mình lại hết anh em ạ, bởi vì chiêu mộ của mình quá đen đi, rất ít ra vị tướng SS để lấy thêm sô cô la anh em nhá. Nào, lại tiếp tục đi. Trời ơi, lần này được có 2 phát X10 anh em ạ, bực chưa. Tiếp tục phát nữa nào, lại còn 71 này. May quá, bây giờ thì bên tướng hệ thống mình của mình đã có thể ghép thêm một em tướng lên 5 sao nữa, cộng thêm được 10 slot đồ, quá là chất chơi người rơi luôn. Perfect, để mình xem lần này có thể chiêu mộ xuống còn 41 không. Đó, 30 cấp rồi, cố lên, tích cực quay tay vận may sẽ tới thôi anh em à. Là nông dân, thế cho nên là mình phải tiết kiệm, không được bừa phứa anh em nhá. Tất nhiên là có rất là nhiều vị tướng 3 sao ở hai cái phe hiếm này của mình, nhưng mình phải tích lũy lại để chờ đợi thêm vị tướng 4 sao nữa là mình sẽ ghép lên, chứ không thể nào mà huyết tế như thế này được. Mình chỉ huyết tế những cái hệ thường thôi. Đấy, nông dân là chơi phải kiểu nông dân, tiết kiệm từng ly từng tí một anh em nhé. Đấy, mình rất là chiều theo yêu cầu của anh em mà chơi cày chay nông dân, nên nếu như anh em nào mà yêu thích video nhớ để lại một nút like để mình có thêm động lực nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chiêu mộ copy vài anh em ơi. Liệu rằng là có được hết chỗ này luôn không? 20 cốc nữa thôi anh em ạ. À, bực thế nhờ. Và đây rồi, cuối cùng thì cũng đã hết anh em nhá. Chỉ có lại một cốc Osake, perfect luôn anh em. Và thế là sau khi chiêu mộ copy vàng xong, mình có thêm thành tựu để nhận thưởng anh em, 500 kim cương, thêm một vị tướng 5 sao, một vị tướng 5 sao nữa. Rồi, và bây giờ là phần thư này, mình cũng sẽ nhận thêm rất là nhiều phần thưởng này, 30 thùng bia, anh em thấy chưa? Đấy là lý do tại sao mà mình lấy 200 cốc bia vàng là vì thế anh em nhá, bởi vì là mình cũng có thể kiếm thêm được 30 thùng bia nữa cơ mà. Thì bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ thùng đặc biệt luôn. Đấy, 52 thùng bia này, cứ nhanh nhẹn mà vã thôi. Hy vọng rằng là có thể ra được Bartolomeo. Trời ơi, và Karasu, Karasu Bartolomeo, Karasu Bartolomeo. 32 thùng bia, cố lên nào. Úi giời ơi, Robin à. Trời ơi, cay thế nhờ. Smoker S thì làm cái quái gì cho đời đây? Zoro. Trời ơi, tướng
Pocket S của tôi đâu. Ôi giời ơi, chịu rồi. Nhưng mà không sao anh em nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể chiêu mộ đủ 150 thùng bia để sở hữu được em Ace Everest đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Thế là không chần chờ gì nữa, mình vào luôn trong phần túi đồ, mình ghép mảnh Ace Everest luôn anh em. Wow, đẹp dai thực sự anh em nhá. Đấy, trước khi nâng cấp mình phải cho em nó ra trận chỉ một mình em nó thôi, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó cái đã anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào để nâng cấp này. Một phát là lên level 100 luôn nhỉ. Nhưng mà cái nhiệm vụ khó khăn hơn của mình bây giờ là kiếm đâu ra 150 thùng bia nữa để có thể là nâng cấp cho em nó lên 6 sao anh em ạ. Thế mới khoai đấy. Trang mình nhanh một cái đã, nâng viên đá lên nào. Nâng luôn đi, nâng cấp luôn. Ôi giời ơi, hết sạch tài nguyên anh em nhá. Không sao, đầu tư cho Ace làm cái gì đấy không hề sai lầm tí nào anh em ạ. Sau khi nâng cấp Ace lên level 100 rồi, mình sẽ vào đậu thần để thử thách sức mạnh của em nó trong cây đậu thần này xem là có ăn được mấy con quái vật trong này không. Ui giời. Skill. Ui giời. Skill vai cả trưởng đẹp thế nhở. Rồi luôn, nhưng mà sức sát thương nộ thì không ăn thua lắm. Nhưng anh em có thể nhìn thấy là sức sát thương cuối lượt thì ối dồi ôi luôn. Một phát sát thương cuối lượt là khiến cho kẻ địch nằm xuống không kịp ngáp anh em nhá. Ây ôi, nộ lên. Rất là nhiều bí ngô Halloween đỏ rực rỡ luôn anh em ạ. Lửa liếc các thứ. Úi xời, Akenu phải gọi bằng cụ luôn. À nhầm, phải gọi bằng điện thoại luôn. À nhầm, phải gọi bằng mồm luôn anh em nhá. Ấy, được lắm anh em. Tiếp tục leo cây đậu thần à. Ace, Ace, Ace. Ủa, đẹp nhá. Ờ phải cái, sát thương cuối lượt này, bay màu này. Ui dồi ôi, sát thương chuẩn chứ trắng lớp anh em ạ. Insane. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Không biết là có anh em nào đã nâng cấp được cho Ace Everest lên E5 chưa nhỉ? Nếu như anh em nào đã nâng cấp được rồi thì nhớ để lại comment ở bên dưới để flex anh em khác nhá. Sau khi mình vượt một vài cái thử thách ở cây đậu thần thì mình vào chiến trường thấy ối số ôi, anh em múc mình như gì luôn này. Mình rất là cay cú luôn. Thế cho nên là mình phải xếp lại đội hình cái đã. Bây giờ thì mình đã có thêm Ace Everest rồi thì tội gì mà không cho em nó vào trong đội hình để múc nhau với cả những anh em kia. Nhà ấy, để như thế này đi cho nó chất trường rồi chỉ cần 4 em thôi anh em nhá. Lưu đội hình lại luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chiến đấu thử một trận nào. Lực chiến của mình bây giờ là 43.000 à, không phải đâu. Thực tế của nó là 62.000 thì mình cũng sẽ tìm bạn nào đấy lực chiến là 62.000 nhá, nhưng thôi cứ đánh bạn 18.000 này trước để có thể là lấy thêm điểm. Rồi, chơi luôn này để xem sức mạnh của Ace trong đấu trường sẽ như thế nào nhá. Anh em nào chưa kết bạn với mình thì nhớ kết bạn với mình để solo nhá. Ok, múc luôn này. Múc luôn này. Một đấm. Ai à. Ai à. Làm sao? Sát thương cuối luật đi luôn này, đi luôn này. À không phải, bây giờ khả năng cao là mình phải để Ace Everest lên hàng đầu anh em ạ. Bởi vì là em nó hoàn toàn có thể hồi máu lại như thế kia cơ mà. Trời ơi, xịn sò con bò luôn. Cứ đứng hàng đầu mà chơi tôi tội gì đúng không anh em. Đã đi, cá đã xù thêm một phát nữa nào. Sao kẻ địch nó cứ bất tử hoài vậy nhỉ? Hay thế nhỉ? Đấm thêm một phát nữa đi nào. Một vào mồm. Thì ngại đùa ninja rùa. Ok, chiến thắng anh em nhé. Trận đấu đầu tiên của mình với Ace Everest thì đã giành chiến thắng rồi. Và bây giờ là bạn Abaddon này. Mình sẽ chiến đấu với bạn ấy luôn. Lực chiến bạn đấy là 42.000. Nhưng mà không sao, chơi hết. Ok, ui. Nhưng mà đội hình của bạn đấy là có Bartolomeo là mình cũng hơi sợ hãi đấy. Bởi vì Bartolomeo ở thời gian đầu là có thể khắc chế nhẹ nhẹ một Karasu ấy. Mình thấy là Bartolomeo nhỉnh hơn Karasu ở giai đoạn đầu nha. Đây. Đấy, mình biết ngay mà. Bực thực sự, may mà có Yuri có thể hồi sinh để cho đồng đội của mình đấy. Nào, làm sao? Mày đi chưa? Đấy là sức mạnh đến từ Ace Everest anh em ấy. Nhưng mà sao thằng Luffy One Piece của nó vẫn sống sờ sờ, không mất một tí HP nào nhỉ? Bực thực sự luôn ạ. Đã đi, mày này. Ơi, nó vẫn sống kìa. Rồi xong rồi, nó nộ lên liệu rằng là team mình có đi hay không đây. May quá vẫn còn Ace Everest anh em nhá. Yes, tuổi gì đó ăn mì. Với khả năng miễn trí tử của Ace Everest thì mình rất là tự tin khi mà solo với cả Luffy One Piece anh em nhá. Là ngon lành cái nào đấy. Và đây là có bạn Wang level 41, lực chiến là 66.000. Đây là thử thách thực sự đối với mình này anh em này. Mình sẽ đi chiến đấu với bạn Wang. Và bạn đấy thì chưa có Ace Everest. Haha, chỉ mới có Luffy quyền bắp thôi à. Quyền bắp thế nhỉ. Đó, anh em thấy chưa? Nộ thì không thấm lắm nhưng mà chờ sát thương cuối lượt xem như thế nào anh em nhá. Ok, lớp chứ con ơi, làm gì chứ không máu ngay. Bù lét á. Quẩy gì, ui trời, phải nằm xuống luôn anh em nhá. Kinh khủng chưa. Và với em Ace Everest này thì mình tự tin rằng có thể thủ đấu trường vững chãi hơn rồi. Anh em đừng có bắt nạt mình nữa nhá. À đúng rồi, mình chợt nhớ ra là trong lễ hội One Piece mình vẫn có thể là tặng cái ông thần tài vui vẻ này mấy miếng thịt. Và mình có thêm 30 cốc bia vàng và 10 thùng bia. Đấy, con lành cành đào này. Mình tiếp tục là chiêu mộ anh em ạ. Cho hết chỗ này đi. Ôi chết rồi, tấn nhầm rồi. Trời ơi, tôi chỉ tướng lại đầy anh em ạ. Đây cũng là pha cuối cùng, cốc bia vàng. Mày qua vẫn đủ anh em ơi, tuyệt vời. Còn 10 thùng bia cuối cùng gì? Mình sẽ cho đi nốt để xem biết đâu ra được Karasu. Ui giời ơi. Rồi, không sao, mình nhận thêm thư này, có thêm 10 cốc bia vàng này. Ủ, có khẩu pháo tấn công
quá, thế thì mình phải đi bắn luôn anh em ạ. Ở đây này, trả thù cho Ace đúng không? Akainu này, mình sẽ trả lại chiếc bánh donut cho Akainu anh em nhá. Ây giờ hồi sinh rồi, tuổi gì đó ăn mì đúng không? Nhận thưởng luôn này anh em ơi. Ấy à, thế là mình cũng lên được 2.800 kim cương rồi này anh em ơi. Ồ, bắn thêm được một phát nữa, 3.100 luôn, lại sắp đủ 5k kim cương để có thể là mua thêm 40 thùng bia nữa rồi anh em. À, đây này, hiện tại là mình có thể mua thêm được 4 cái dương Ace Berserk này nữa anh em nhá. Chà, để mình mở một phát 4 dương này luôn à. 50 cốc bị vàng, 50 cốc bị vàng. Ui ôi, 100 xu may mắn à, cũng ok anh em ạ. Ba cái dương này xem có cái gì không. Ui à, ui 70 xu may mắn luôn. Thế là mình có tổng cộng là 200 xu may mắn đây đấy. Ờ, tiết kiệm phết nhở. Đây đây đây, anh em biết gì không, kim tự tháp One Piece mình cũng có 11 cái nón Sengoku và 36 đảo kho báu đúng không. Thế thì mình sẽ mở cái tướng thường này trước nhá, mình sẽ làm mới tướng thường này, hy vọng là em gì đó xịn sò. Ui Brook Bano, Brook Bano, ui ôi Yuri à, ui ôi lại Brook Bano. Ai ơi, ui Jinbe Gono à, mỗi tội giờ này mình lại không chơi Jinbe Gono nữa anh em ạ. Cố lên Karasu, tiếc thế nhở anh em nhở. Thôi thế bây giờ mình sẽ vào quay vòng quay may mắn anh em nhá, và để quay vòng quay may mắn này nó ok là auto click được ấy thì anh em hoàn toàn có thể cài đặt cái giả lập LD player về. Rồi 8 xu cuối cùng anh em nhá, đấy cho nó đi sạch xanh xanh luôn anh em ạ. Không sao, bởi vì chúng ta có thể nhận lại những phần quà mà anh em. Ây bây giờ mình trích thư này, mình lại tiếp tục là nhận thêm phần quà này anh em. 15 thùng bia là hơi bị ngon nha. Đấy 27 thùng bia này, tiếp tục là hệ nhanh nhẹn và vã thôi, hy vọng rằng là có Bartolomeo. Ui giời ơi, hoặc là Karasu thêm một em nữa đi. Yêu lở mới đau chứ. Ui Sengoku ạ. Ui giời ơi, chán thế nhở. Ôi nhưng mà lại hoàn trả lên được một chút phần thưởng này anh em ơi. 20 cốc bị vàng cũng được. Ô thành tựu có 200 kim cương này nhận luôn anh em nhá. Ờ bắn Nakainu thêm được một phát là lên 3k6 kim cương luôn này anh em ơi. Thử thách vận may với một nón Sengoku để xem ra em gì nào. Ui giời ơi, còn cùi hơn cả Akoji. Không sao anh em ạ, với lại hơn 200 xu may mắn mình vừa xả xong thì bây giờ mình có thể là mua thêm được đâu đấy là tầm 25 cốc bị vàng nữa anh em nhá. À nhầm, 25 thùng bia chứ anh em. Và mình lại tiếp tục có 32 thùng bia. Rồi, chiếu mọi nhanh nhẹn anh em nhá. Robinette à. Ui giời, Inazuma, cố lên cho tôi xin Karasu hoặc là Bartolomeo Wano đi. Trời ơi, làm ơn đây. Please. Tại sao? Ôi giời ơi. Hoàn trả lại cái gì đây? Ui có mảnh này. Ù 50 mảnh này anh em ơi. À, 100 mảnh. Ghép luôn này, Inarashi à. Tiếp tục này. Chết. Toàn lắm anh em ạ. Ù, nhưng mà có thêm 500 kim cương này. Lại có 4.100 kim cương rồi. À đây rồi anh em ơi, mình vào cửa hàng sô-cô-la để mua thêm 20 cái slot đồ nữa anh em nhá. 20 túi đồ đầy rồi, chứa tướng thêm 20 slot nữa, tuyệt cả là bời. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục ghép tướng 4 sao với cả 3 sao anh em ạ. Chủ yếu là sau đấy là mình lại mang đi huyết tế mà. À ghép mảnh xong thì mình cũng đã luyện thêm được một vài vị tướng ở hai hệ hiếm, đây là 5 sao anh em ạ, tuyệt vời. Ui hệ thông minh không có em nào. Ê thì còn gọi deck gì là hệ thông minh. Thôi thế thì mình phải đi huyết tế mấy cái hệ thường đấy, cho nó chống túi đồ anh em nhé. Ơ kìa, có thêm một vị tướng nữa này, 3 sao xem nào. Ok đấy anh em thấy không, mình vừa mới huyết tế xong kiểu gì cũng có thêm kim cương này, 250 kim cương này, thiếu đúng 600 kim cương nữa thôi là mình lại có thể mua thêm được một cái ở trong kho bóng máy chủ mới nữa rồi. Đây mình lại tiếp tục đi hợp thành mảnh anh em nhé. Đấy bây giờ mình lại tiếp tục đi hợp thành mảnh này, tất cả những vị tướng 4 sao là mình hợp thành lại để mình đi huyết tế hết. Nói chung là những hệ thường là làm phôi đơn giản thế thôi, không đánh nhiều anh em ạ. Đây nữa à, ok cho mày bay luôn này. Có một cái vị tướng 4 sao hệ thông minh nè. Còn 40 cây vàng để làm gì nhở. Ok lại đầy ạ. Nhiều kiểu gì nào, lại nốt nào. Ok xong, hết 42 cốc bia vàng. Và số lượng tướng mình nhận được là cái gì đây? Cũng có 3 sao với cả 4 sao. Hừ, có cái gì nào? Ui giời ơi, không có thùng bia với cốc bia anh em ạ. Thành tựu được có cái gì đây? Tướng chứ không phải là kim cương mới đâu. Ồ, nhưng mà mình bắn thêm đồng phát Akainu nữa anh em ơi. Thế thì cũng được, bởi vì là mình có thể mua thêm được một cái dương nữa. Đó, nhìn này anh em ơi, cứu này. Hy vọng rằng là mình có thể mở ra kim cương hoặc là thùng bia cốc bia gì đấy. Trời ơi, chán thế nhở. Đây rồi, mình có 70 khúc thịt đấy anh em ạ. Tuyệt cả là vời. 30 cốc bia vàng và 10 thùng bia nữa thì có phải là ngon lành không, nhưng không sao nhá. Chưa mộ cốc bia vàng cái đây anh em ơi. Rồi, cuối cùng thì cũng có thêm một tí mảnh nữa anh em ạ, thêm khúc thịt này. Thêm quả pháo thần công này thì ok rồi. Thế là mình đủ 5k kim cương rồi anh em ơi. Ui giời, ngon lành luôn anh em nhá. Đấy, cứ một cái vòng lặp đề ra vu như vậy thôi là mình đã đủ kim cương để có thể là mua thêm cốc bia vàng, thùng bia các kiểu có đại điều luôn, không đùa. Và với 5k kim cương này thì anh em khuyên mình nên mua 300 xu may mắn hay là ưu đãi 40 thùng bia ở ngày thứ hai đây. Anh em nhớ để lại comment ở bên dưới, mình sẽ tham khảo ý kiến của anh em để có video vào ngày thứ ba cho anh em nha.